Những tên tội phạm chiến tranh và khủng bố trong lịch sử thường trốn trong bong ke trước khi kết thúc sự nghiệp chính trị của chúng vì sợ bị ám sát. Điều này cũng tương tự với chủ nhân Điện Kremlin khi cuộc chiến xâm lược mà ông ta phát động ở Ukraine đi từ thất bại này đến thất bại khác. Tên đồ tể đã chọn hủy phần lớn các sự kiện quan trọng và mọi chuyến công du nước ngoài. Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng, tất cả những kẻ hai tay nhuốm máu này cuối cùng đều nhận lãnh chung một kết cục. Ngũ giác đài đang xem xét lựa chọn giết Putin ngay giữa lòng điện Kremlin. Kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần khiến cả thế giới kinh ngạc với những sáng tạo trong việc sử dụng vũ khí theo cách mới để chống lại quân xâm lược. Mới đây, Ukraine đã tung ra đoạn video cho thấy chính xác thời điểm một máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine đâm vào một chiếc xe bọc thép của Nga khi các binh sĩ Nga cố gắng bắn hạ nó một cách tuyệt vọng. Cơ chế này được mô phỏng phương thức hoạt động của UAV Switchblade của Mỹ, nhưng chi phí rẻ hơn rất nhiều. Cái giá của việc chọn sai chế độ và nhà lãnh đạo ghê gớm đến mức nào, không cần nhìn chi đâu xa, chỉ cần nhìn vào nước Nga những ngày này là sẽ rõ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, gần 20.000 người đã bị giam giữ vì các quan điểm chống chiến tranh ở Nga. Nhiều người trong số họ đã đóng tiền phạt và bị bắt giữ. Hàng trăm người trở thành bị cáo trong các vụ án hình sự. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, như một lẽ thường tình, những tên tội phạm chiến tranh và khủng bố trong lịch sử thường trốn trong bong ke trước khi kết thúc sự nghiệp chính trị của chúng vì sợ bị ám sát. Điều này cũng tương tự với chủ nhân Điện Kremlin khi cuộc chiến xâm lược mà ông ta phát động ở Ukraine đi từ thất bại này đến thất bại khác. Tên đồ tể đã chọn hủy phần lớn các sự kiện quan trọng và mọi chuyến công du nước ngoài. Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng. Tất cả những kẻ hai tay nhuốm máu này cuối cùng đều nhận lãnh chung một kết cục. Ngũ giác đài đang xem xét lựa chọn giết Putin ngay giữa lòng Điện Kremlin. Người đứng đầu Điện Kremlin Putin đang phải đối mặt với việc bị thanh toán theo phương thức vật lý, kế hoạch được phát triển bởi các quan chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn dưới hãng thông tấn TASS của Điện Kremlin. Theo ông, các quan chức Mỹ có kế hoạch chặt đầu Nga trong một cuộc tấn công quân sự, loại bỏ Putin. Washington đã đi xa hơn những người khác. Ở đó, một số quan chức ngũ giác đài giấu tên thực sự đã đe dọa giáng một đòn chặt đầu vào Điện Kremlin. Thực tế là chúng ta đang nói về mối đe dọa loại bỏ người đứng đầu nhà nước Nga, ông nói. Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng ông Lavrov không nêu tên các quan chức Mỹ. Rất có thể Bộ trưởng Nga đã nghĩ đến thông tin mà ấn bản Newsweek của Mỹ đã viết vào tháng 9. Các nhà báo đã nhận được thông tin rằng để đối phó với việc sử dụng vũ khí hạt nhân giả định ở Ukraine, ngũ giác đài đang xem xét lựa chọn giết Putin ngay giữa lòng điện Kremlin. Nhận xét về tuyên bố của mình, nhà phân tích và blogger người Nga Anatoly Nesmian lưu ý rằng thông tin do Lavrov công bố giải thích cho việc Putin chấm dứt hoạt động công khai, ngoại trừ các sự kiện có số lượng người tham gia rất hẹp. Theo ông, những tên tội phạm chiến tranh và khủng bố trước đó cũng trốn trong bong ke khi kết thúc sự nghiệp chính trị của chúng vì sợ bị loại. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ cuối cùng đã chết. Thưa quý vị, kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24 tháng 2, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần khiến cả thế giới kinh ngạc với những sáng tạo trong việc sử dụng vũ khí theo cách mới để chống lại quân xâm lược. Và mới đây, Ukraine đã tung ra đoạn video cho thấy chính xác thời điểm một máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine đâm vào một chiếc xe bọc thép của Nga khi các binh sĩ Nga cố gắng bắn hạ nó một cách tuyệt vọng. Cơ chế này được mô phỏng phương thức hoạt động của UAV Switchblade của Mỹ, nhưng chi phí rẻ hơn rất nhiều. Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã chia sẻ một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc dường như là những khoảnh khắc cuối cùng của một số máy bay không người lái cảm tử khi chúng hạ gục các phương tiện bọc thép của Nga trong một cuộc tấn công tàn khốc. Đoạn video được chia sẻ hôm thứ Ba, bao gồm các cảnh quay trên không tiếp cận các phương tiện bọc thép với tốc độ nhanh trước khi đâm vào chúng và đột ngột cắt ngang. Cuộc tấn công được thực hiện bởi một máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine, lúc đó các binh sĩ cố gắng bắn hạ nó một cách tuyệt vọng. Hai người lính có thể được nhìn thấy trên chiếc xe trong cửa sập mở khi máy bay không người lái tiếp cận khi một trong số họ cố gắng bắn hạ nó bằng súng của mình một cách dễ dàng. Khi thời điểm va chạm xảy ra, một khoảnh khắc khác của kiếp lái Nga được nhìn thấy đang giơ chân lên trời. Khi đoạn phim bị cắt, không biết điều gì sẽ xảy ra với những người bên trong. Cảnh quay bằng mắt của máy bay không người lái xen kẽ với video nhiễu hạt dường như cho thấy các vụ nổ tương tự từ xa.
Sau đó, nó cho thấy những gì dường như là góc nhìn từ bệ phóng hỏa tiện vác vai, trước khi chuyển sang cảnh một số phương tiện bốc cháy, khói bốc lên từ chúng. Theo lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, đoạn video cho thấy những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn quân đội Nga xung quanh Avdiivka, một thị trấn ở phía bắc thành phố chiến lược Donetsk. Mặc dù Nga tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ khu vực Donbass từ cuối tháng 9, nhưng họ chỉ kiểm soát khoảng một nửa trong số đó và Avdiivka nằm chính xác ở tuyến đầu. Cả phía Ukraine và Nga đều đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tự sát. Trong đó, máy bay không người lái CH-136 do Iran sản xuất cung cấp hỏa lực cho phần lớn các cuộc oanh tạc của Nga vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng. Việc sử dụng máy bay không người lái Kamikaze đã được chứng minh là vũ khí hiệu quả của quân đội Ukraine trước các phương tiện bọc thép của Nga. Nhiều xe tăng và cỗ máy chiến tranh do Putin triển khai trong cuộc chiến đang diễn ra đã bị tiêu diệt bằng vũ khí này. Putin hiện đã mất một lượng thiết bị quân sự đáng kinh ngạc, với hơn 3.000 xe tăng, 5.981 phương tiện chiến đấu bọc thép và 1.978 hệ thống pháo bị phá hủy. Thưa quý vị, cái giá của việc chọn sai chế độ và nhà lãnh đạo ghê gớm đến mức nào? Không cần nhìn ở đâu xa, chỉ cần nhìn vào nước Nga những ngày này là sẽ rõ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, gần 20.000 người đã bị giam giữ vì các quan điểm chống chiến tranh ở Nga. Nhiều người trong số họ đã đóng tiền phạt và bị bắt giữ, hàng trăm người trở thành bị cáo trong các vụ án hình sự. Vụ án OVD Info đã tổng kết kết quả của năm 2022, ghi nhận quy mô chưa từng có của sự đàn áp trong nước. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 14 tháng 12, chỉ có 29 ngày không có vụ bắt giữ nào ở Nga. Các hành động lớn nhất diễn ra vào đầu cuộc chiến và sau khi tuyên bố huy động. Cảnh sát Nga tích cực sử dụng bạo lực đối với người biểu tình, ném người xuống đất, ném xuống đường nhựa, đánh bằng dùi cui, bóp cổ, đánh vào bụng, vào mặt, vào mắt, đập đầu vào tường, vặn người và tay của họ. Trong số tất cả những người bị giam giữ vì lập trường phản chiến, khoảng 45%, 8.500 người là phụ nữ. Chính quyền cũng bắt đầu sử dụng các chiến thuật giam giữ phòng ngừa vào các ngày lễ và các sự kiện khác. 141 người đã bị giam giữ thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt trên camera an ninh ở tàu điện ngầm Moscow. Tại các cuộc biểu tình phản đối việc huy động trong các sở cảnh sát, trác đòi hầu tòa đã được trao cho các cơ quan đăng ký và nhập ngũ. Thông lệ này đã được sử dụng ở 8 thành phố. Năm 2022 sẽ được ghi nhớ không chỉ với các vụ giam giữ quy mô lớn tại các cuộc biểu tình phản chiến, mà còn với cuộc đàn áp hàng loạt người Nga theo các điều khoản mới về giả mạo và làm mất uy tín của quân đội, được thông qua vào tháng 3. Sau đó, chính quyền cấm gọi cuộc chiến ở Ukraine là chiến tranh và cấm sử dụng bất kỳ dữ liệu nào về hoạt động quân sự, ngoại trừ dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp. Từ khi bắt đầu cuộc xâm lược đến ngày 19 tháng 12, 378 người ở 69 khu vực đã trở thành bị cáo trong các vụ án hình sự vì quan điểm phản chiến của họ. 51 người đã bị kết án, trong số đó, cựu đại biểu thành phố Moscow Alexei Goronov và Ilya Yashin, họ lần lượt nhận 6 năm 11 tháng và 8 năm 6 tháng tù. Cả hai đều bị kết án vì những lời nói về cuộc chiến ở Ukraine và cái chết của thường dân. Ngoài ra còn có các trường hợp đưa ra trách nhiệm hành chính đối với các giấy tờ trắng trống, nói chuyện phản chiến ở nơi công cộng, làm hỏng các biểu tượng yêu nước, chữ viết và vẽ bậy trên tường. Đồng thời, trẻ em cũng bị bức hại vì bày tỏ quan điểm phản đối chiến tranh. Đặc biệt, trẻ vị thành niên bị trừng phạt vì đăng bài về các cuộc biểu tình phản chiến, phát tờ rơi chống lại việc huy động, bày tỏ quan điểm phản chiến trong các sự kiện của trường và có dòng chữ phản chiến trên quần áo.